Nè về ba ở nha nha nè nha, ba hứa ba là sẽ lo cho con nha. Bây giờ là cái tâm trí của ba là đang rối bời hết trơn rồi, nhưng mà mỗi ngày thì tụi con ồ ập về, mà bây giờ cũng không không ba cũng phải biết phải làm sao hết trơn á. Chào cả nhà. Thì cách đây 2 tiếng thì mình nhận cuộc điện thoại của một người phụ nữ ở đâu ha chị ha? Dạ em ở Bà Điểm anh. Ở Bà Điểm là Hóc Môn đó Dạ đúng Bà không Điểm chị Hóc ha? Môn, Bà Điểm Hóc Môn. Thì nói là muốn trao hai bé chó cho mình. Thì không biết cái lý do gì mà chị trao cho mình. Tại vì bên mình là chắc chắn là không nhận mấy bé chó có chủ. Bây giờ là máy ấm là càng ngày càng đông thiệt luôn rồi. Bây giờ lên đến con số gần 250 luôn rồi. Đó. Thím em mới đi làm mũ có bắt bé này về nè, để điện vô cái số điện thoại anh điện không được, tại lúc đó không có điện thoại, đâu có điện thoại Chị luôn. điện số 19 mà em 91 đuôi mà chị điện Không 19. phải em điện 19 nhưng mà nó lộn, điện 19 điện với nhiêu cuộc không thấy bắt máy. Trời, em là 0932023091. Không phải rồi, mà em điện không bắt máy rồi, cái em nói chú ơi thôi chú Sáu nuôi tại bên nhà em bển nước nó ngập, chú thím em nước nó ngập. Thì chị cho em hỏi nè, con bé chó trắng đó trước gì hỏi từng bé đi ha. Trời ơi, nãy nói trao một giờ trao hai luôn. Giờ bé chó trắng là chị gặp nó trong hoàn cảnh nào chị? Trắng này á, thím em với chú em mới đi làm mũ á, thấy nó ngoài đi lang thang ngoài lộ á, rồi bà máy xà bông không à, rồi bà đi mua xà bông về cái bà tắm cho nó á, có mua cái xà bông về bà tắm cho nó á. À là đi cạo mũ cao su rồi phát Không hiện phải nó. đi lượm ve chai á, À đi ve lượm chai mũ á, ve chai á hả? á, Là lượm nó ở đâu hả chị? lượm nó ngoài ở bên chợ An Sương á, nó đi lang thang nó người lụm thấy về người sầu bâu nhiều lắm, người thấy em mới đi mua sầu bông về mới tắm cho là nó, là lụm nó lâu chưa chị? lụm nó cũng nay cũng tháng mấy 2 tháng về Tháng người, mấy, 2 tháng rồi nhưng hả? mà hoàng bên nhà em bển nước nó ngập, nhân chỗ em ở đi nhà trọ bển nước nó ngập, Vậy là lúc mà lụm tháng mấy 2 tháng rồi sao không điện thoại cho em như đưa vậy em? không có bắt máy. Vậy là điện lộn số. Điện số 10 trên Thì chị phải nói là điện lộn số chứ chị đừng nói điện bắt máy quan quan cho em. không phải em thấy đăng thấy hai vợ chồng chị đăng nuôi con chó Hoàng á, em thích xin cháu Hoàng yêu khoái cháu Hoàng đi cục cái mỏ á, À, rồi cái em hiện cháu Phèn là hai chồng em hai nè. hai vợ chồng chị đi mua chứ em biết em vợ biết, rồi cái em đi thấy điện hoài không thấy rồi em Chị nói điện số thôi 19 mà số điện đây số 91 mà. Là nó là nói chung là thôi là nói chung là điện lộn cái đó số. gì rồi thì bên nhà trọ bển dưới hoàng nước nó ngập quá à. Rồi chú em thấy hai chồng chị đăng lên nó thôi cho chú em với thím em gửi lại. Rồi con bé mà đang trên trong trong lòng chị là bé cháu nó bị Bé gì này chị? mới lượm tối về nè, Nó mới bị cái lượm ở gì? thùng rác á, bị gãy 2 giờ sau á Dục ở chị, trong thùng rác luôn hả? dục ở trong cái hộp á, trong bọc rác mà chưa có chết mà bỏ trong đó đó. Vậy hả? Là bỏ ở trong cái hộp xong dục thùng rác. Rồi thím với chú em đi lượm ve chai thấy về, rồi sáng em nói con chó bị gì mới lấy hai cái giò thì nó gãy, cái giò trước này cũng nhúc nhích được đâu, rồi mà bị phỏng nè, Bị phỏng nữa hả? bị phỏng nữa Trời, bị phỏng bô hay gì không biết ta? nữa, bị phỏng gì nữa mà cái đầu nó đút quá thì sáng tối về quá trời đối gì xỉu vậy á, phải đi lấy mua cháo rồi ba quậy cho nó uống á, đút cho nó ơi liếm được mấy miếng vậy đó. Trời ơi. Cái phần em bệnh bệnh nhà trọ bệnh ve ve như nhà trọ bệnh nước nó ngập, vừa thấy mấy con chó này nó tội quá à. Rồi em thấy hai chồng kia đăng lên đó rồi em gửi, chứ em cũng bãi này cũng có còn cháu còn nuôi có bển cổ sâu nữa. Rồi không biết sao mà chị biết số phone em ha. Em thấy hồi sáng em mới đọc lên thấy anh đi vô trong nhà này, trong tỉnh Phú Yên thăm con chó vậy chồng nó, rồi em thấy số điện thoại đó em không. Thì chắc nếu như vậy chắc chị cũng theo dõi kênh YouTube của có em ha. có em có coi, em coi từ hai chồng đi nuôi con chó Hoàng từ dưới lên mà chó Hoàng từ dưới lên. Con bé trắng thì chị đặt tên gì? Nó tên con My á, tên nó con khôn lắm. Ủa chị đặt tên My hả? Không phải em bãi nó bắt về qua đặt tên My rồi, em đâu biết đặt tên con gì đâu, vậy là pin My có đủ rồi phải không? Kêu tên con gì á. Là nhặt ở An Sương ha. Dạ. Nó tên cho nó chó cái hả chị? Cháu được chứ được hả? Dạ. Thôi thôi bây giờ em nói chị nghe, thì bây giờ chắc chắn là không thể nào từ chối được hết trơn á. Chị đã mang đến máy ấm của em rồi, thì em sẽ nhận tụi nó là con của em ha. Em đặt cho bé kia bây giờ nó đi lạc ở An Sương đúng không? Thôi em đặt cho nó tên Sương đi ha. Rồi rồi anh chị ha. Rồi con bé này chị nhặt ở đâu? Con
nhặt nó cũng ăn xương, nó lụm ở trong thùng rác bỏ trong cái hộp vậy á. Vậy hả? Rồi thôi đặt xương anh xương em đi. Đâu đâu chị bỏ con bé cho con xuống coi nó bị cái gì chị. Nó bị sốt, bại liệt hay là bị gãy chân? Bị gãy chân đó. Trời ơi. Ngồi tôi nghiệp quá. Đâu mi lại coi cái chân của nó lung lay được không? Con có biết gãy không à? Chân trước rồi, trước luôn rồi, đứng đơ luôn rồi. Cái chân này cũng vậy không có liền khô rồi con bé. Liền khô em. Bé này cầu hả? Không biết gãy chân cái gì chắc con tháng mấy ha. Bắt nó bỏ trong cái thùng rác. Bị gì? Đâu đẩy đứng lên kìa. Đẩy đâu? Xương liền mà. Đẩy đâu đâu đẩy đứng lên coi. Chắc này bị sốt bại liệt quá. Này bị sốt co giật bại liệt còn ta dục mà chị ơi. Nó đóng lửa ở dưới nhiều lắm. Trời sốt ơi. Sốt về kìa. Không. Tao về. Đi không có gãy chân. Tao về cái bả thấy nó xỉu cho nó ăn cháo hơn mày kia. Tao nó xỉu luôn hả? Đói dục ở trong thùng rác mà trong bãi rác mà anh trong cái hộp mà. Nhìn Duy thấy mỗi lần gãy chân là cục xương nó hay bị lặn luôn. Với lại nó sẽ đau. Đúng rồi, bóp vô nó đau. Mà cái này là nó bị cứng rồi nha. Đau nhè ra ấy răng nó coi có thiếu máu gì không? Có trắng này. Trắng bạch luôn. Đâu rồi, ạch tủ tay không đi. Trắng bóc à. Thiếu trắng máu. Trắng bạch gì là thiếu máu. Trắng máu trắng bóc à. Nói chung là con bé này thì nó chắc chắn nó sẽ bị cái căn bệnh gì đó. Thì chủ mới dục ra thùng rác. Mà sao mà ác dữ vậy trời. Mẹ cái chân gãy của hổng kìa em. Con này nó cứng nè. Nói để em đăng lên nặng em nói chuyện hay trời. Bộ đó kìa em thấy tội mình đó lắm. Mà cái em làm bệnh dịch giờ cái bên nhân chỗ em làm nó không có cho lãnh lương, nó giam lương anh. Con chó nó bỏ trong cái bao nó đi ra ngoài kia nó bán ngoài á. Cái em nói giờ anh bán nhiều anh mua cho anh ấy. Bán mà nhiều á, giờ mày mua mày có tiền mua nổi thôi. Hổng luôn này Bin. Đâu bị gì? Ổng này chắc cũng lâu rồi. Mà chủ gì mà nuôi chả nát dữ trời. Gì mà sụi lơ không biết nữa. Coi thằng cổ coi. Mày coi những cái mi. Coi chân cẳng có bị cạo vô nước biển gì không. Nè, cổ nhiều đó nha. Cổ nhiều lắm á. Chắc này bị người ta chích thuốc á. Em không biết nữa. Tại em thấy chú rồi sáng em đi ra thấy chú với Thiếm em má cho nó ăn cháo, đút cháo thì nó ăn. Nó đút cháo thì nó ăn. Đút cháo thì nó ăn. Nó bỏ trong cái bà trong cái hộp giấy á, rồi bỏ ngoài. Hai chân cứng ngắc à. Chân cứng ngắc hả? Ủa. Bị sốt rồi. Hai cái ta hai chân sao thì nó dịu. Coi. Mà hai chân cứng ngắc à nè. Nó thấy không? Rồi. Đó coi. Cái mũi nó tốt mà ta. Mũi đâu có vậy, chắc bị thiếu máu gì không biết. Tụt canxi á. Hoặc không là bỏ đói tụt canxi thôi à. Tại em thấy em cứ đăng ai cũng theo clip hay chồng chị coi thấy gì. Trời ơi, con chó kia thảm luôn á. Lấy thảm để em thảm cho con bé nó nằm gì đi. Chó này nó thì chó đó thì chân, chó thì hiện khô à. Thôi. Lấy cái chuồng cái nóc cho hai con chuồng nào cũng được. Hai con bao nhiêu mình cặp không? Bỏ chung đi. Con kia thôi chắc chắn là chút về cậu Long mi ơi. Thôi giờ em đặt bé tên Sương nha. Dạ rồi em đặt tên gì? Tên gì giờ là con vì con tự ngủ mấy anh rồi. Trời ơi. Cái gì mà không còn miếng da luôn, con này con bé này nó cũng già rồi nè chứ không phải đi lạc đâu. Người ta dục quá. Em cũng biết nữa, em thấy hai chồng nó bỏ ngoài đó. Rồi bỏ hổm sao bao nhiều lắm. Mà về nó có ăn uống gì được không? Ăn uống mà ăn mà bình thường à, không có gì hết trơn á. Nó đi đứng được hả? Đi đứng. Ngồi kìa, nó ngồi kìa, nó ngồi, nó ngồi cũng dựng luôn kìa. Đi đứng đàng hoàng hết trơn à. Đi lại kìa con. Đây đây. Nó lại lìa hết trơn. Trời ơi, nó già, nó gụn lông nữa nè. Gụn lông, gụn răng hết luôn rồi kìa. Em thấy bỏ ngoài thì chú em bớt lấy chứ thấy gì bớt đi đem về mà ở bên nhà trọ em bởi nước nó ngập quá à. Nước nó ngập ngang cái gì nè, cho anh để cho nó được. Kìa nó giật kìa, giật rồi mày ơi, giật kìa. Đó. Sốt rồi. Bị sốt rồi giật kìa. Mày hay bị tụt canxi á, bao gì? Cái bị tụt canxi á, nó giật nè. Tại vì sốt bắt đi cái đi rồi nó đi cho nó đi cậu nó không đi rồi cái bỏ vô cái nó bỏ. Giữ không? Không nó hiện khô à. Mi chút tắm này luôn đi Mi. Đó đó nó giật nè, nó giật nè. Đau kêu giật rồi. Thì cái này là chỉ có chút em sẽ kêu bác sĩ Bảo qua truyền nước cho bé rồi coi bé nó bị cái gì. Đó nó này nó đang giật nè. Rồi sớm em để em mấy giờ nó ăn gì chưa? Bỏ vô chuồng đi. Sớm nó ăn cháo rồi. Ăn cháo bây giờ. Ăn cho ăn mới ăn cho cháo rồi mới ra ẩm cho đây nè. Hồi lúc 2 3 giờ á. Lấy cháo bước vô miệng cho nó ăn á. Đây đi đi chút lấy đèn sưởi ấy cho nó nè. Tại vì á trong mấy ấm của em á. Rồi là mấy cháu bệnh nó phải cách ly liền.
chứ không có cho vô lây nhiễm tùm lum la hết trơn luôn, có nhiều lắm. Đâu gờ đó mi, không có sao đâu gờ đó, gờ đó mi để tắm cạo lông đó mi. Nó bị mù hết mắt gì con, bị mù hết con, mắt bị mù hết mi hơn đã nói nó già nó gụng găng luôn rồi, dụng da rồi mày buồn con mắt nữa kìa. Đó hiền mi, để lấy tông đơ cạo lông rồi 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 tắm luôn đi, mở ra luôn đi. Ở nhà với mẹ nhau, con đừng có quậy nhau, ở đây đi, ở dưới đẳng ngầm đó là nghe không con, ở đây ngoan nhau nhau, ở đây ngoan nhau con, đây ngoan nhau con nhau. Bây giờ chị cột lỏng lỏng cho em đi, cột sát quá. Mà em hỏi thiệt nha, thí dụ như nếu mà chị nhặt con bé chó nó đẹp quá là chị để nuôi luôn đúng không? Không phải, con bé chó kia là của mẹ em quá, quách về quá cho em, nó đi lạc. Không phải đi lạc, người ta cho. Mà em hỏi con bé này, dù như nó đẹp đẽ nó không có không, em nói anh, dù đẹp hay đẽ gì, tại vì sao, ở bên em nó có ngập. Con chó em có bên lớn gì của người ta gửi, chứ không phải em chó xấu gì em đem đi qua đây cho mấy anh chị nuôi đâu. Không nha. Thì sẵn tiện qua cái clip này nè, thì chị có muốn gửi thông điệp gì đến tất cả mọi người mà đang đánh đập hành hạ chó mèo không chị ha? Chút tắm xong thì mới cho vô chuồng. Em á thương thú vật lắm. Em thấy những chú chó như bỏ ghê ha, bị bỏ đói bữa này kia là em không có thích. Em thương chó lắm. Bữa nay giờ hoàn cảnh của em, nhà em bển thì nước nó ngập, hiện thấy mấy ấm của anh cắt lên vậy á, thương mấy chú chó vậy thấy sao? Em thương chó phèn, chị đút cho ăn là em quần á, chó phèn nào, chắc có mỏ á. Vậy hả? Thì cũng thời gian gần đây thì cũng có nhiều người á thì nói là em dựng phim lên để mua chó. Thì bây giờ chị cởi khẩu trang để cho mọi người biết, giống như là để nói là mướn diễn viên để che mặt lại. Để mai cũng biết mặt hết rồi. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Chị hợp tác với em để tội nghiệp em lắm chị. Trời ơi, em cứu tụi nó em về em nuôi rồi. Tao nói nhưng mà trời Phật biết cái lòng của mình thì vậy là ai có việc nói sao nói đi. Đó, cả nhà thấy đó. Thì từ quá già rồi, bị viêm da, mù mắt, gụng răng. Thôi giờ mà đổi tên đi, cho cuộc đời nó hay đổi, em đặt tên Sương nha. Chó cái hả? Chó đực. Chó đực hả? Sương ha. Rồi, Sương anh, Sương em đi. Thôi vậy chị nhắn nhủ nó về vài lời đi rồi em dẫn nó vô máy ấm ha chị ha. Thôi á, đi nha. Ở đây với cha với mẹ nha. Đừng có lăn ngoan nha. Đừng có lì nha. Ở đây đỡ hơn mày ở đảng nước nó ngập. Nên bắt mày đi lội lên trên cái giường luôn à. Trời lắm. Nghe không? Ở đây nghe ai nghe không? Nghe không? Nghe không? Đâu? Kìa, đi, đi đây nè Sương. Sương ơi đi nè nè về ba ở nha nha nè, trong nhà cả đống nhà nha, ba hứa ba là sẽ lo cho con nha. Bây giờ là cái tâm trí của ba là đang gối bời hết trơn rồi, nhưng mà mỗi ngày thì tụi con ồ ập về, bây giờ cũng không ba cũng phải biết phải làm sao hết trơn á, bắt buộc phải nhận thôi nha. Nghe con nha, đâu đưa lên cho coi. Mù con mắt nữa nè cả nhà. Mày giờ mù không biết là có cái chồng mắt không chị? Em không biết nữa, cái đó anh kêu, anh hỏi bác sĩ, anh hỏi bác nè, sĩ. Nè, rụng răng luôn nè cả nhà. Anh hỏi bác sĩ bảo á. Già lắm. Già này hết giá trị bây giờ. Sao được ăn trộm được? Người ta dục rồi đúng rồi. Trời ơi. Thì chị mang hai bé này xuống đây rồi chị có lấy tiền xe hay tiền gì không để em biết em gửi lại. Không, cho tiền xăng con bé này nè. Chứ tiền em có đòi hỏi gì đâu. Tiền xăng là bao nhiêu hả chị? Em có không biết anh cho bao nhiêu anh cho, chứ giờ em đâu có đòi hỏi đâu. Thấy anh mấy anh chị cô mang chó em cảm ơn nhiều, em cũng thương thúc giặt lắm. Thôi vậy em sẽ gửi 200 tiền xăng cho chị ha. Dạ, được không chị? Dạ. Mà Duy đưa 200 cái gì không? Em có 200 không? Đó để chị luôn đi đó. Chứ giờ em về nè, thứ nhất á, chị biết á, em phải test bệnh cho tụi nó, là chích ngừa, test bệnh xong mới dám chích ngừa, rồi sổ dung, rồi uống thuốc ve, rồi trị cái bệnh tim da cho bé nè. Rồi thứ nhất, thứ hai con bé kia chắc chắn là tốn tiền rồi đó. Bây giờ hiện tại là nó bị tụt canxi hay là co giật, sốt co giật hay là gì đó không biết. Đó, thì con em nói chị nghe thì chắc chắn là em sẽ nhận hai bé.
nhưng mà cái sức khỏe tụi nó thì cũng tùy duyên thôi. Thì nếu mà tại vì em nghĩ nó bệnh nặng rồi thì chủ mới vứt ra hùng gác, nhưng mà nó về đây thì chắc chắn dù như cho dù nó không qua khỏi thì nó cũng chết trong cái vòng tay mình, nó ấm im hơn đó. Chứ lỡ dục hùng gác rồi vô cái bô gác nó nghiền nát hết sao. Hồi nãy đi chút tắm con này luôn Ami. Bà thấy mẹ bà cũng thương chó lắm, bà cũng thích, bà cũng phải chó lắm. Bà ẩm nó về rồi cái phần cái sầu mâu nó tắm hoài nó cũng không hết. Rồi cái phần nó hôi trong nhà rồi ổng còn chịu, ổng la. Thì ổng nói hôi vậy mày đăng lên nó coi, mày nói hai chồng của chị nào cũng nuôi chó đó, mày đem qua bà ẩm cho hai chồng chị đi săn sóc cho mấy bé gì. Rồi em không thấy điện thoại nó bắt máy, em nói thôi để em đọc lại, em đăng lại coi thứ hai chồng chị có mấy ngày lâu quá không gặp cháu phèn tại em đi làm. Nó không trọng á. Thôi thì em cũng cảm ơn chị lại đại gia đình của chị ha, đã giang tay cứu vớt mấy bé về nhà rồi gọi điện thoại cho em mang cho em đó. Chứ nếu mà không có chị với lại gia đình của chị thì chắc chắn mấy bé này nó sẽ rơi vào cái vòng nguy hiểm. Mi đó cả nhà. Thì bây giờ thì cái Mi em của mình là chuẩn bị là cạo lông cho bé, cạo lông xong rồi tắm rửa cho bé. Cái bé này là hình như là bị viêm da nè, rồi lớp nào già cả nhà. Chứ bé này nếu mà tính ra là bé cháu kiện á cả nhà, già quá rồi, đuôi hết con mắt rồi, rồi bị rụng răng luôn. Trời ơi, rồi xong rồi dục vậy đó cả nhà. Thật sự mà nói bây giờ mình cũng không còn gì để nói, quá ngợp rồi. Ước bây giờ đầu óc của mình là đang gói bời luôn. Phải vừa lo cho tụi nó, gầu lo không biết là sắp tới là chủ đất dọn đường đi, rồi tụi nó sẽ ở như thế nào, chật hẹp như thế nào. Về trong nhà nếu mà dồn đầy ắp luôn thì ở ngoài đường thì chắc chắn nó sẽ thừa ra khoảng 100 bé. Đó, cả nhà thấy đó, bây giờ bé già cả rồi, đâu còn cái giá trị gì để lợi dụng nữa. Bây giờ bán thì cũng không được bao nhiêu tiền. Đó thì bây giờ họ đành phải dục bé ra đường thôi. Ai muốn bắt ăn thịt thì cứ ăn. Họ thì không có làm ác, họ không có bán cho lò mổ, nhưng mà họ không có bán cho lò mổ, nhưng mà họ tìm cái cách là dục ra đường. Ai muốn bắt cứ bắt. Nản quá nha cả nhà ơi. Cứ mà cái hoàn cảnh mà cứ như vậy hoài á thì á hết chỗ chứa rồi cả nhà. Giờ hiện tại bây giờ thì mình 2-3 ngày nay mình không sao mà ngủ được hết trơn. Cứ chuẩn bị nhắm mắt vô là cứ nghĩ đến cái vụ mà đất đai tụi nó phải ở đâu như thế nào. Cả nhà bây giờ là mình cạo lông cho bé xong rồi cả nhà. Bây giờ là mình tắm cho bé. Mình mẹ của bé bây giờ là hồi nãy là hôi ghen luôn. Cứt đái rồi ỉa dính tùm lum hết trơn á. Đó. Thì ở đây ha, đây là ba sẽ lo cho con chọn cái kiếp của con hai con ha. Đó cả nhà thấy đó, nó kém số thì nó mới rơi vào cái kiếp chó vậy. Mà gặp cái người chủ tàn nhẫn quá, nhẫn tâm quá, bỏ bé ngoài đường vậy á, trước sau gì cũng sẽ bị xe cán, còn không là bị người ta bắt ăn thịt. Thấy bé già cả rồi, ốm yếu rồi, không có canh chừng nhà được, dục bỏ. Bây giờ cái xã hội này á, thật sự mà nói từ khi mà chính phủ nhà nước Việt Nam ra cái luật á mà cấm ngược đãi động vật á thì mình thấy càng ngày càng nhiều hơn nữa. Mình chỉ mong sao chính phủ nhà nước Việt Nam ra cái luật là cấm giết mổ động vật luôn, cấm các hàng mà bán thịt chó luôn cả nhà. Thịt của tụi nó đâu có ngon lành gì đâu cả nhà, biết bao nhiêu món để ăn mà nhiều người á lại mua tụi nó ăn, xả xui giải xui rồi nghe lời thầy bói toán xong rồi dục tụi nó, bán tụi nó, ăn thịt tụi nó, tội tụi nó lắm cả nhà. Tụi nó cũng như giống như con người mình vậy đó, cũng biết suy nghĩ, cũng phải biết đau đớn nha cả nhà.
ai mà không ham sống sợ chết. Con người mình cũng vậy, mà cả nó cũng vậy, nó cũng ham sống sợ chết vậy cả nhà. Đâu phải mà nó là con vật bốn chân thì nó không biết đau đớn gì đâu, nó có cảm giác, nó biết là nó tình cảm lắm cả nhà, nó trung thành lắm. Cho dù mà chủ nó không còn một cắt đồng xu nào thì nó vẫn đi theo chủ nó, nằm ngoài lề đường xó chợ, chứ nó không bao giờ nó bỏ chủ đâu cả nhà. Thì bây giờ á, cái người chủ mà nhặt bé ở An Sương á, đặt cho bé tên là bé My thôi. Thì bây giờ nó về máy ấm của mình á, thì mình đặt cho bé tên là Sương nha cả nhà. Đậm nó hoài gần cái đường An Sương gì đó, bây giờ mình sẽ đặt cho bé tên Sương. Bé Sương này cũng già cả nhà, nếu mà theo như mình đoán thì bé này chắc cũng khoảng 5-6 tuổi rồi đó cả nhà. Nếu mà 5-6 tuổi của mình thì nó cũng quá già rồi đó. Bây giờ còn có con mắt à, cả nhà thấy á, tội quá tội luôn. Bây giờ tắm rửa sạch sẽ xong rồi sấy cho bé, rồi xong rồi mình sẽ ấy cơm nước cho bé ăn. Ở đây với ba là Sướng rồi nha, Sương nha.